Chào mừng các bạn đã đến với GNews. Đây là số đầu tiên của GNews Season 2. GNews là một bản tin về công nghệ, PC gaming và eSports sẽ được lên sóng vào mỗi tối thứ bảy và lúc 7 giờ hàng tuần. Còn bây giờ thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin nổi bật có trong tuần vừa qua nhé. Chiếc mật ong có thể chạy mát hơn, tiết kiệm điện hơn và thân thiện hơn với môi trường. Tin vui cho game thủ, bảo giá kẹt đồ họa đang dần tan. Epic Games trình làng Unreal Engine 5 với hàng loạt công nghệ tối tân giúp tạo trải nghiệm chân thực hơn cho game thủ. AMD xác nhận lỗi driver GPU lẳng lặng ép xung CPU mà không báo cho người dùng biết. Sau vụ mua lại Xilinx, AMD tiếp tục bỏ túi hãng công nghệ Pensando với trị giá 1,9 tỷ đô. Cyberpunk 2077 phiên bản mông lung hư ảo trên độ phân giải 72p. Mới ra mắt nhưng LEGO Star Wars đã đứng ngang hàng về độ hot với GTA 5 trên Steam. Mật ong có thể là chìa khóa để tạo ra một con chip thân thiện với môi trường hơn, hiệu suất cao hơn và bền bỉ hơn. Các kỹ sư nghiên cứu tại trường đại học Washington State University đã bắt đầu cách biến mật ong trở thành thể rắn. Sau đó họ nhét nó vào giữa hai điện cực giống như là thiết kế synapse của con người. Cấu trúc này được gọi là memristor, có thể học và lưu trữ thông tin cực kỳ hiệu quả. Y như tế bào thần kinh của con người vậy. Hiện tại mỗi memristor có kích thước như sợi tóc con người. Với việc thiết kế hệ thống máy tính bằng mật ong, chúng ta sẽ có những sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, đạt hiệu suất cao hơn và bền bỉ hơn. Ngoài ra, vì mật ong có nồng độ ẩm thấp rất thấp, cho nên là vi khuẩn không thể sống ở trong đó. Điều này giúp những con chip mật ong hoạt động ổn định và có độ tin cậy cao hơn trong thời gian dài. Giải pháp này không chỉ giúp tạo ra những con chip hoạt động mát hơn, có hiệu suất cao hơn mà nó còn có thể được xử lý bằng cách hòa tan trong nước. Việc này giúp chúng ta giảm được ít nhất 22 triệu tấn rác thải điện tử hàng năm. Theo tiến sĩ John Petty, thì cơn bão giá kẹt đồ họa kinh hoàng nhất mà chúng ta từng biết đã sắp đi qua, tất cả mọi thứ sẽ trở lại về bình thường. Theo một bài nghiên cứu được đăng trên GraphicsSpeak, tiến sĩ John Petty tin rằng sự thiếu hụt nguồn cung không phải là lý do khiến giá kẹt đồ họa tăng cao, mà vấn đề là do các nông dân gom kẹt đào coi. Tuy nhiên, tin vui là trang Tom's Hardware nhận thấy kẹt đồ họa đã giảm đến 9% chỉ trong nửa đầu tháng 3 năm 2021. Bài nghiên cứu trên GraphicsSpeak chỉ ra rằng giá kẹt dự là sẽ giảm khi các cửa hàng linh kiện máy tính xả hàng tồn kho. Tiến sĩ Petty cho rằng giá kẹt có thể giảm mạnh trong thời gian sắp tới khi các nhà bán lẻ cùng dân đầu cơ tồn kho quá nhiều kẹt và phải tìm cách bán chúng. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không thể xảy ra liền được mà chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian nữa. Unreal Engine 5 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để các nhà làm game sáng tạo ra những tuyệt phẩm dành cho người chơi. Epic Games vừa mới phát hành Unreal Engine 5 để mở rộng khả năng sáng tạo cho các nhà phát triển game. Một trong những tính năng đáng chú ý lần này là công nghệ Lumen. Đây là một giải pháp Dynamic Global Illumination giúp tạo ra khung ảnh sống động bằng cách thay đổi ánh sáng gián tiếp dựa vào ánh sáng trực tiếp hoặc cấu trúc hình học theo thời gian thực. Một công nghệ khác cũng không kém phần hay ho đó là Nanite. Đây là hệ thống hình học đa giác ảo cho phép các studio tạo ra những tựa game choáng ngợp thông qua các hình học cực kỳ chi tiết. Một số điểm nổi bật khác trong Unreal Engine 5 bao gồm Visual Shadow Maps giúp tạo ra hiệu ứng bóng soft shadow mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu năng. Bộ công cụ Control Rig, Sequencer, Pulse Browser, Motion Warping, Distance Matching giúp tạo ra chuyển động chân thực hơn và mượt mà hơn cho nhân vật ở trong game. Nhìn chung thì Unreal Engine 5 sẽ mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho game thủ, cho phép chúng ta trải nghiệm những trò bom tấn với đồ họa không khác gì ngoài đời thực. AMD ghi nhận lỗi driver GPU tự động ép xung CPU mà không báo cho người dùng biết. AMD đang điều tra thêm. AMD xác nhận rằng driver GPU của họ đang dính lỗi, khiến CPU Ryzen tự động thay đổi thiết lập ở trong BIOS mà không cần thông qua người dùng. Việc này đã khiến CPU Ryzen tự ép xung mà người dùng không hề hay biết. Cụ thể thì khi app profile GPU trong driver AMD thiết lập ở trong BIOS có thể bị thay đổi và nó sẽ vô tình bật tính năng tự động ép xung Precision Boost Overdrive của CPU. Phần mềm của AMD thường sẽ yêu cầu bạn nhấn vào một đoạn thông báo đồng ý rằng ép xung sẽ làm mất bảo hành con CPU rồi mới cho phép làm các bước tiếp theo. Tuy nhiên với lỗi mới này thì nó lại không hề hiện thông báo lên và tự động ép xung luôn. May mắn là CPU Ryzen được tích hợp nhiều tính năng tự bảo vệ nên cũng không quá là căng thẳng. AMD hiện đang điều tra thêm và sẽ sớm cập nhật tình hình cho mọi người dùng biết. Cách khắc phục tạm thời là xài Radeon Software Slimmer để xóa Ryzen Master SDK khỏi driver GPU. Với việc đã mua lại Pensando với trị giá 1,9 tỷ đô vào hồi cuối hè, AMD đã có những bước đi mạnh mẽ hơn vào thị trường trung tâm dữ liệu. AMD hiện đang quay lại với lĩnh vực kinh doanh chip trung tâm dữ liệu và có thể xây dựng các trung tâm dữ liệu trong tương lai. Họ cũng vừa công bố thỏa thuận mua lại hãng công nghệ chuyên về mảng trung tâm dữ liệu tên là Pensando với trị giá 1,9 tỷ đô. Đợt thâu tóm này đủ để biến AMD trở thành một đối thủ có tầm trên thị trường trung tâm dữ liệu. Pensando sản xuất chip và phần mềm giúp các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây hoạt động hiệu quả hơn. Và đó là những thứ mà AMD có thể áp dụng cho sản phẩm của họ để cạnh tranh với CPU Grace của Nvidia. Tiến sĩ Lisa Su, CEO của AMD cho biết, đội ngũ lành nghề từ Pensando sẽ giúp công ty cung cấp những giải pháp đỉnh cao về điện toán đám mây cho khách hàng và doanh nghiệp.
Dự kiến AMD sẽ chốt thỏa thuận mua lại Pensando vào cuối mùa hè năm 2022. Một YouTuber đã chơi Cyberpunk 2077 trên độ phân giải 72p. Trải nghiệm mà anh này nhận lại được là một thế giới mông lung như một trò đùa. Video này được thực hiện bởi YouTuber Grizzly của kênh YouTube ZWOMZ Gaming nhằm tiếp thêm không khí vui nhộn của ngày cá tháng 4. Anh này bật Cyberpunk 2077 ở độ phân giải 2560x1440, rồi sau đó sửa tỷ lệ phân giải trong game xuống còn 10%. Thế là chúng ta có độ phân giải 144p. Hình ảnh ở trong game lúc này trở nên nửa hư nửa thực, mờ mờ ảo ảo. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn tiếp tục bật game ở độ phân giải 1280x720. Lúc này với tỷ lệ độ phân giải giảm 10 lần đã được chỉnh trước đó ở trong file game, Cyberpunk 2077 bây giờ có độ phân giải thực chỉ còn 72p mà thôi. Thế là mọi thứ trở nên mông lung như một trò đùa. Xòe bàn tay không thấy ngón tay. Tính ra nếu có ai đó phá đảo Cyberpunk 2077 ở độ phân giải 72p thì cũng hơi bị chiến thần đó. LEGO Star Wars The Skywalker Saga đang làm mưa làm gió trên thị trường Steam với lượng người chơi đồng thời cùng một lúc vô cùng lớn. Tựa game LEGO Star Wars The Skywalker Saga chỉ vừa mới ra mắt trên Steam nhưng nó đã ngay lập tức trở thành một trong những tựa game hot nhất trên nền tảng này. Theo thống kê của SteamDB, tại một thời điểm, The Skywalker Saga có lượng người chơi đồng thời lên đến 82.517 người. Để cho dễ so sánh, số lượng người chơi của The Skywalker Saga lúc đó ở cùng đẳng cấp với các tựa game nổi tiếng như Destiny 2, Rust và GTA 5. Con số này không chỉ giúp cho The Skywalker Saga lọt ngay vào top 10 trò có nhiều người chơi đồng thời nhất trên Steam, mà nó còn khiến cho tất cả những tựa game LEGO Star Wars khác ra mắt trước đây phải muối mặt. Đơn cử là tựa game LEGO có lượng người chơi nhiều thứ nhì, LEGO Marvel Super Heroes, chỉ có 5.953 người chơi đồng thời sau vài tháng ra mắt vào năm 2014. Qua đó có thể thấy rằng The Skywalker Saga có lượng người chơi lớn hơn rất nhiều lần so với bất kỳ tựa game LEGO nào từng ra mắt trên Steam. Vậy là mình cũng vừa mới điểm qua cho các bạn những thông tin vô cùng nổi bật và hấp dẫn trong tuần vừa qua. Bạn thấy có hay hay không? Để lại một like, một share, một subscribe như là một sự ghi nhận cho công sức của tụi mình nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.